Khoảng 7 giờ ngày 16 tháng 5 trên quốc lộ 4C đoạn qua đèo Bắc Sung, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, một xe con ngang nhiên vượt ẩu không đảm bảo an toàn khiến tài xế xe tải đi hướng ngược lại phải bẻ lái để tránh va chạm nên đã lao thẳng xuống rãnh thoát nước bên đường. Hành vi vượt ẩu hết sức nguy hiểm của tài xế xe con khiến nhiều người chứng kiến vụ việc bày tỏ bức xúc, bởi đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Luật giao thông đường bộ quy định chỉ được vượt tại các đoạn đường được phép vượt xe, chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. Nghị định 100/2019 quy định phạt 4-6 triệu đồng đối với hành vi ô tô vượt xe sai quy định không đảm bảo an toàn. Nếu gây tai nạn do vượt xe sai quy định, lái xe sẽ bị phạt từ 10-12 triệu đồng, tước bằng lái từ 2-4 tháng. Đồng thời có thể bị xử lý hình sự tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Vì vậy mỗi lái xe cần chú ý chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi vượt xe, không phóng nhanh vượt ẩu và luôn chú ý quan sát để đảm bảo an toàn giao thông.